Công an thị xã Hoài Nhơn cho hay, nhờ bà Mai Thị Bền làm căn cứ công dân mà công an tìm ra thông tin về người chị em song sinh của bà. Tối ngày 19 tháng 5, phóng viên tuổi trẻ online đã về thôn Hà Yến, xã Anh Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để tìm hiểu. Nhà bà Võ Thị C, 62 tuổi, người được xác định là chị em song sinh với bà Mai Thị Bền, nằm sâu trong xóm đê bên sông Ngân Sơn. Bà Sâu, người chị lớn trong nhà nói, biết được tin, mấy chị em tôi mừng, khóc biết khi phóng viên mở máy đưa xem hình bà mai thị bền cả bà sâu lẫn bà c đều òa khóc bà sâu kể gia đình bà có năm chị em gốc ở xã an ninh đông huyện tuy an bà là chị lớn nhất rồi tới người em trai sau đó là hai đứa em gái sinh đôi rồi đến cô gái úc chị bền có tên cha mẹ đặt là đỗ thị Bê. cha bà do đau bệnh nên mất sớm một mình người mẹ khốn đốn nuôi sáu đứa con thơ theo lời kể của bà sâu lên 9-10 tuổi, bà B đi ở đợ, ẩm con cho nhà sĩ quan pháo binh chế độ cũ. Mấy năm tiếp sau đó là giải phóng nên B bị lạc. Từ bấy đến nay, mấy mẹ con không biết ở đâu mà tìm. Sáng ngày 20 tháng 5, phóng viên tuổi trẻ đến nhà bà Mai Thị Bền ở xã Hoài Châu Bắc thì nhà đóng kín cửa. Nói chuyện qua điện thoại, bà Bền có việc riêng phải vào Vũng Tàu một thời gian. Khi được nhắc một số thông tin từ lời kể của những người chị ruột, Bà Bền nói chỉ nhớ có người chị sinh đôi, rồi được mẹ cho đi ở nhà người ta khi còn nhỏ. Bà Bền cho hay đang sắp xếp công việc để sớm về lại quê hương, gặp lại các anh chị em ruột và bà con họ hàng mà bà đã thất lạc gần 50 năm qua.